Thì thôi, nó chỉ tầm đấy thôi. Đằng này nông hơn anh, đằng này nó không có ổ. Ở trên hạt này. Đúng, hạt này là hạt lên ba cái. Ở dưới có hạt nào không? Có một hạt. Địch mẹ đẻ đéo để làm thế. Bốn hạt. Có hai chỗ. Để ba hạt phong thủy à? Để bốn hạt phong thủy. Thế thôi, chỉ cần này chỗ thôi, xong sẽ linh vào. Nếu không đến ngân này ở đây thì xách cần ra cái chỗ quang quang kìa, ngồi ở chỗ đây nó có chỗ quang quang này. Ví dụ hai anh em ngồi đúng không, tí thằng nào nó đến nó câu nó bảo đây thì bảo là anh ơi chỗ này em ném ổ để em câu gần bờ đấy, địt mẹ đéo cho nó lém thính nhỉ, cút chỗ khác. Ngay chỗ đây này, cái chỗ bụi lậu có cái chỗ quang quang đấy, mang đây đánh. Đây là cần thủ mới. Con nghiện mới. Con nghiện mới ở đây là con nghiện mới. Đây một con nghiện đội mũ nghiện khá khá. Em cài lâu rồi. Đến giai đoạn ngập mẹ rồi. Em giờ này nghiện nặng. Nghiện nặng à. Chưa bây giờ nó đéo cho câu. Mới đầu hút bây giờ đang giai đoạn chích rồi. Mới hút được 2 hôm đấy nhảy thằng chích mẹ rồi. Cái này trong ngược. Đéo đến gần này đâu. Làm gì, nó sống chỉ mà, gần mét thôi, mét. Đéo cái một thôi. Thế thôi anh. Cá. Ừ. Hôm nay cá to phết đấy, nước nó mười mấy mét. Cá gì? Thập cẩm, có gà chấm đèn. Nhưng cái hồ này là hồ ngày xưa là hồ... Lò gạch, đúng rồi, hồ này ngày xưa là hồ lò gạch. Hồ này ngày xưa của mẹ. Đấy. Anh kéo thẳng cái cột anten cho nó cho nó dễ nhìn ổ. Ờ cái cột cột phát sóng cao đấy. Gần gần thôi, không có nó không vụt được đâu. Có mẹ trôi nó bảo làm trôi nó làm như thế này. Trôi đây gần. Trôi rồi sao tương. Chỗ này nhá, gần quá. Không, xa hơn đi. Thằng thần kia nó không cho chốt à? Tưởng là không cho chốt. Bắt đặt lại không ạ? Đấy, anh. Ờ, đập chặt vào thành một cục tròn. Cái này lâu vào đấy, tầm cứ ngồi tầm 30 phút bắt đầu cầm cần được. Em mang ghế ra cho anh Tài, anh ngồi anh căn hộ cho nó dễ này, vào hộ cho nó dễ. Hối dêm gì anh? Dêm đéo rồi. Đấy, tầm đấy được rồi. Lạch mẹ này sao? Long lắm. Lên xuống phao này. À, cắm cái chống cần đi nữa. Xuống phao khéo phải 30 phân nữa. Không có xuống tạm 20 phân. Chỗ quang nhất đi cắm. Xanh à? Rồi anh ạ. Cực xanh huyền thoại tia chớp. Anh ngồi xuống ghế xong rồi vụt dê cho nó thẳng cái cột đấy cho nó đỡ bị lạc đàn. Vẫn nông. Nó xuống phao nữa, chỗ này nước lông. Chỗ kia bọn anh đào ổ 1m7. Chỗ Hải. Anh đào ổ đây. Mà lông ổ được. Hả? Anh đào một ổ nữa, chỗ kia thằng kia nó câu kìa, nhưng mà ổ đấy thằng kia nó không biết ổ đấy. Anh ông Tài vác xẻng cái buổi trưa đi đào. Xuống nữa đi anh được. Mà được ngay con cá trên bờ bây giờ. Phát một đầu lôi cái thế chạy vào.
hết cước đi dạ, chạy hết cước. Đứng im luôn, đứng im luôn như chạy hết cước. Có chỗ mười mấy mét. Không, câu bình thường nó là 3-4 mét, 4-5 mét hả? Sáng bờ ngang kia mà câu, bờ kia còn sâu hơn đó. Bờ ngang kia kìa. Ngồi giữa cái khe của cái ông kia kìa, cạnh cái cây to cao ấy. Đây này, đằng đây này sâu hỏng, đánh mẹ ở đây này, chỗ sâu này. Gần được béo. Mạnh dễ thì sao. Ông đầu kia ông cũng câu tầm này. Thế thì chỗ đấy phải lên khoảng tầm 7 phân. Đấy, tầm 7 phân là được. Đấy, tầm ý thôi. 7 cái là đỡ xuống vào một tí nữa. Đấy, chỗ ý đấy. Không, chỗ kia. Đấy, đây là nó cái bờ sâu với cái bờ nông. Đây là cái bờ sâu. Ngoài kia thì nó hơi nông, hay là em đánh lông đánh xa ra tí. Không, đánh gần gần. Anh. Gần. Gần được mà sao đâu. Trời lạnh. Con này thì béo phải cắn ổ. Đấy, đánh đây. Chật luôn. Đây, đây, trả tính ra. Và cần gì này. Lộn tục vào hết ở đây này. Một cái đi bên. Xoay. Xoay. Đó, đây thả chân nhá. Tập chưa? Vâng. Đây là tăng 2, còn một tối một tăng nữa. Đã trộn mồi cho ông đi câu chơi rồi, câu chép rồi, bây giờ còn ông này câu trôi mẹ. Cả thằng đớp mất phao đấy. Để ý không mất phao. Ngay trong này của anh. Đấy, đi. Đấy liên tục.
cá cuộn đã phết. Giật lên có 5 cân tiện anh quay phim luôn. Đang có tăm ở chân phao đấy. Đấy vừa nháy nháy nhẹ đấy. Xui. Con ôn to phết nhỉ. Lâu lắm rồi, hôm nay mới đi câu nhỉ. Kéo thế lăn xe lôi này nhỉ. Suốt ngày thỏ tay cậy vẩy, xóc lọ xong rồi bôi lên mặt. Xem làm gì chưa? Lộn mẹ con đây. Cứt. Được mớ trôi. Chưa được con mè nào. Chưa được con mè nào, nó toàn trôi. Mấy thằng kia nhún pháo thế đéo giật. Thính ủ 5 ngày lôi ra trộn luôn. Hôm nay nó mới hơi hơi có mùi men. Đấy. Đây anh em, thính ủ 5 ngày. Đấy, thính ủ 5 ngày được cái túi này này. Đấy. Thì mới ủ 5 ngày. Đấy. Còn trôi. Đây là ổ thính nhá, mới ủ 5 ngày thôi. Hôm nay trộn cô em nó được nghỉ trộn cho nó đi cầu đấy. Clip sáng vừa úp đấy. Đây con thằng cô em này đi mua. Đi mua ở quán đây. Check phát xem mà. Mấy yến rồi em? Ừ? À, thính mua. Túi cá to thế. Túi này được còn 20 cân thì mới được. Ôi giời. Một trôi, hai rô phi con. Chứng tỏ thính trộn vẫn ngon hơn à? Anh hôm nay không bong hay trôi nữa, được thêm mớ rồi. Đấy. Thính trộn 5 ngày vẫn còn chất lượng hơn thính đi mua. Rồi, ok, dừng ở đây đến tối K3 tôi quay tiếp.